Năm 2023 vừa qua có thể nói là một trong những năm thiếu sáng tạo nhất của Hollywood, bắt nguồn từ cuộc đình công của các biên kịch nên hầu như các bộ phim lớn đều sở hữu một kịch bản không mấy mạch lạc và phù hợp. Nhờ vậy mà khán giả đại chúng cũng có dịp nhìn lại các sản phẩm trước đây của kinh đô điện ảnh thế giới, cụ thể là thế kỷ trước với hàng loạt các tác phẩm kinh điển với nhiều thể loại khác nhau cực kỳ độc đáo. Nắm bắt được tình hình trên, Binzy, một trong những rapper thành công nhất của Việt Nam thuộc Space Speaker, đã thông qua MV ca nhạc mới nhất của mình là Hit Me Up để đưa lên hàng loạt những bộ phim kinh điển ấy. Vậy nên là ngày hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way Too Weird Movie. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống, vừa nghe nhạc, vừa phân tích những hình ảnh quen thuộc nào đã xuất hiện trong MV Hit Me Up của Binzy nhé. Let's go! Không biết mọi người thì sao, chứ với chúng mình, khi nhìn vào những đôi giày đỏ, bộ phim đầu tiên khiến chúng mình liên tưởng đó chính là The Wizard of Oz, được ra mắt vào năm 1939. Được chuyển thể từ một tiểu thuyết giả tưởng dành cho thiếu nhi là The Wonderful Wizard of Oz của nhà văn L. Frank Baum, được xuất bản vào năm 1900. Tác phẩm chuyển thể do Metro-Goldwyn-Mayer sản xuất được đánh giá là một trong những bộ phim ca nhạc giả tưởng xuất sắc nhất của thế kỷ trước. Bằng chứng là trong 6 đề cử Oscar nhận được, trong đó có phim xuất sắc nhất, The Wizard of Oz đã xuất sắc giành về cho mình giải thưởng ở hai hạng mục, đó là bài hát gốc xuất sắc nhất dành cho Over the Rainbow và bản nhạc gốc xuất sắc nhất do Herbert Stothart biên soạn. Nội dung chính của phim kể về một cô gái mồ côi tên là Dorothy Gale do Judy Garland thủ vai. Do không phù hợp với cuộc sống nhàm chán hiện tại, Judy luôn ước mơ được đến những nơi thú vị hơn. Và ngay sau đó, cô đã được một cơn lốc cuốn đến vương quốc đầy màu sắc là Oz và bắt gặp vô vàn những sinh vật thần tiên tại nơi đây. Từ đây thì những giai điệu bất hữu về một vùng trời màu nhiệm và bí ẩn chính thức bắt đầu. Trên cuộc hành trình đó, một phù thủy ác độc của xứ Oz do Frank Morgan thủ vai chính là vật cản lớn nhất mà Judy và những người bạn của mình phải vượt qua. Ngay ở khoảnh khắc Binzy xuất hiện trong bộ dạng khá là lạ mắt, ta có thể bắt gặp được khung cảnh quen thuộc trong bộ phim Singing in the Rain, được ra mắt vào năm 1952. Là một trong những bộ phim nhạc kịch xuất sắc nhất của mọi thời đại, với số điểm cao ngất ngưởng trên IMDb là 8.3 trên 10. Phải nói rằng Singing in the Rain của cặp đôi Gene Kelly và Stanley Donen đã thực sự đem lại một luồng gió mới lạ dành cho Hollywood ở thời điểm đó. Lấy bối cảnh vào năm 1927, ở thời điểm mà ngành công nghiệp phim ảnh tại Hollywood đang chuyển mình từ thể loại phim câm sang phim có thoại. Phim là câu chuyện về Don Lockwood do Gene Kelly thủ vai, một ngôi sao của làng phim câm. Và giống như bao diễn viên trong giai đoạn ấy, việc chuyển mình từ phim câm sang phim có tiếng đã thay đổi rất nhiều về cuộc đời của Don. Chưa kể đến là những mâu thuẫn trong tình cảm với người tình và đồng nghiệp của mình cũng khiến cho cuộc đời của Don Lockwood trở nên lao đao hơn bao giờ hết. Vai diễn đầy tình cảm và đặc biệt đó là phân cảnh dưới mưa huyền thoại trong Singing in the Rain đã đem về cho cá nhân nam diễn viên Gene Kelly giải thưởng nam diễn viên ca nhạc và hài xuất sắc nhất tại giải thưởng Quả Cầu Vàng. Một trong những phân cảnh đáng nhớ và ấn tượng nhất trong MV Hit Me Up chính là phân cảnh mà nam rapper xuất hiện trong hành lang huyền thoại của The Shining, được ra mắt vào năm 1980 của vị đạo diễn đại tài Stanley Kubrick. Vào thời điểm khi phim vừa được ra mắt, The Shining đã nhận về rất nhiều chỉ trích của giới bộ điệu vào giai đoạn đó và phim thậm chí còn bị chính cha đẻ của mình là Stephen King ghét cay ghét đắng. Nhưng rồi thì ở thời điểm hiện tại, The Shining được đánh giá là một trong những bộ phim kinh dị xuất sắc nhất mọi thời đại. Theo dõi phim, khán giả chúng ta sẽ luôn được cảm thấy sự bất ổn, ngột ngạt và đầy bí bách do bầu không khí mà bộ phim gây dựng. Lấy bối cảnh tại một khách sạn huyền bí giả tưởng, Overlook, Jack Torrance do nam diễn viên Jack Nicholson thủ vai đã chịu trách nhiệm trông coi nơi này vào mùa đông vắng vẻ để tập trung cho công việc viết lách của mình. Nhưng rồi thì chính sự ma quái của khách sạn đã khiến cho anh ta phát điên và đẩy gia đình nhỏ của mình vào vòng nguy hiểm. Cảnh phim kinh điển trong The Shining được Binzy đưa vào MV Hit Me Up chính là cảnh cậu bé Danny, con trai của Jack, do diễn viên Danny Loy thủ vai, chạy xe đạp ngang qua các hành lang và chạm trán với hồn ma của cặp đôi song sinh trong khách sạn. Cảnh phim có phần rùng rợn này được khán giả nhớ đến nhiều năm sau và thậm chí được đưa vào các sản phẩm nghệ thuật hay văn hóa đại chúng nói chung. Do phim ghê rợn mà Kubrick không tiết lộ nội dung thật với Danny Loy, chỉ 16 tuổi trong lúc ghi hình. Ông chỉ nói với sao nhí rằng đang quay phim tâm lý gia đình, đồng thời hướng dẫn cậu thể hiện biểu cảm phù hợp trong từng phân cảnh. Nhiều năm sau, Loy mới biết rằng mình đã đóng một trong những bộ phim kinh điển như vậy. Cảnh phim cánh cửa huyền thoại của Jack Nicholson cũng lọt vào top những cảnh kinh dị đáng nhớ nhất. Cũng giữ phong cách hài hước khi sử dụng một cảnh phim kinh dị kinh điển trong MV, cảnh phim trắng đen trong nhà tắm của Psycho được ra mắt vào năm 1960 cũng đã được tái hiện. Psycho được đánh giá là tác phẩm xuất sắc nhất của đạo diễn Alfred Hitchcock và là một trong những bộ phim hay nhất của mọi thời đại. Phim phản ánh và cân bằng đủ tốt những vấn đề nhạy cảm trong một giai đoạn mà phim ảnh chưa cởi mở như hiện tại. Vai diễn gã tâm thần Norman Bates trong phim đã khiến sự nghiệp của Anthony Perkins lên như diều gặp gió khi được đánh giá rất cao từ giới phê bình.
Cycle đã được đề cử cho 4 giải Oscar, bao gồm nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do Janet Leigh thủ vai và đạo diễn xuất sắc nhất cho Hitchcock. Và đương nhiên là đến tận ngày nay, vụ án mạng trong nhà tắm kinh điển của Cycle vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong mắt khán giả đại chúng. Điều đặc biệt của cảnh phim này không chỉ nằm ở sự kịch tính, mà đó còn là bởi nữ diễn viên chính của bộ phim là Janet Leigh, người thủ vai cô gái ăn cắp Marion Crane, một trong những tên tuổi lớn của Hollywood ở thời điểm đó lại đi nhận cơm hộp khi thời lượng của phim chưa được một nửa. Đến với phân cảnh cực kỳ slay của Châu Bùi trong MV, đây chính là cảnh được lấy cảm hứng trực tiếp từ bộ phim American Beauty được ra mắt vào năm 1999 của đạo diễn Sam Mendes. Với kinh phí chỉ 15 triệu đô, phim đã thành công khi đem về cho phía nhà sản xuất với con số khổng lồ lên tới 356 triệu đô. Phim kể về cuộc khủng hoảng tuổi trung niên của Lester Burnham do Kevin Spacey thủ vai, người cũng đang đối mặt với một sự việc trớ trêu khác khi nảy sinh tình cảm với Angela Hayes do Mina Suvani thủ vai, bạn thân của con gái mình. Bên cạnh những cảnh phim đẹp như thơ, vẻ đẹp Mỹ còn được đánh giá cao bởi cái nhìn trào phúng và phóng khoáng của mình khi khai thác và phê phán một số vấn đề tệ nạn dưới góc nhìn đầy lãng mạn. Không chỉ thành công về mặt thương mại, American Beauty còn xuất sắc khi gặt hái về vô số giải thưởng lớn nhỏ, khi giành chiến thắng ở Oscar ở các hạng mục như phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất và quay phim xuất sắc nhất. Từ đó biến American Beauty trở thành bộ phim thành công nhất ở năm cuối cùng của thế kỷ 20. Thông qua MV Hit Me Up lần này, ta có thể thấy được rằng Binzy có những niềm yêu thích đối với các bộ phim kinh dị như thế nào. Khi mà A Clockwork Orange được ra mắt vào năm 1971, cũng từ Stanley Kubrick, lại tiếp tục là một bộ phim khác được ekip của Binzy lấy cảm hứng. Cỗ máy con người kể về Alex do Malcolm McDowell thủ vai, một gã tội phạm mắc căn bệnh tâm lý chống đối xã hội và gây ra vô số tội ác cùng với đội nhóm của mình. Tương tự như các bộ phim kinh dị kinh phí thấp, A Clockwork Orange dù chỉ với 1,3 triệu đô kinh phí sản xuất nhưng đã thu về cho hãng phim con số gấp 10 lần, đó là 114 triệu đô. Bạo lực và trực diện có thể nói chính là những từ dễ hiểu nhất khi dùng để miêu tả về tác phẩm này của Stanley Kubrick. Và thật không khó hiểu khi phim bị cấm chiếu ở một số quốc gia vì tính chất của mình. Bên cạnh những đánh giá tiêu cực về độ bạo lực của phim, A Clockwork Orange cũng đã thành công khi nhận được 4 đề cử tại kỳ Oscar năm đó, trong đó có đề cử tại hạng phim, phim xuất sắc nhất. Cuối cùng, Titanic 1997, bộ phim có doanh thu cao thứ tư trên thế giới, cũng chính là tác phẩm được Binzy sử dụng nhiều phân cảnh nhất trong MV lần này. Cuộc tình đầy lãng mạn và đầy nước mắt của Jack và Rose do Leonardo DiCaprio và Kate Winslet thủ vai có lẽ là không phải giới thiệu quá nhiều nữa khi đây vẫn luôn là một biểu tượng bất diệt của các bộ phim tình cảm trên thế giới. Nguồn cảm hứng bất tận về vụ việc đắm tàu của Titanic đã được thổi hồn một cách đầy vi diệu trong bộ phim lần này. Phải nói rằng khi theo dõi Titanic, từng khung hình của bộ phim đều là những tuyệt tác của điện ảnh thế giới. Vậy nên thật dễ hiểu khi Binzy đã tái hiện lại nhiều cảnh từ Titanic đến như vậy trong MV Hit Me Up. Vì một bản nhạc về tình yêu thì đương nhiên là không có bộ phim nào thích hợp hơn là Titanic được. Bên cạnh các bộ phim đình đám mà chúng mình vừa nhắc đến ở trên ra thì ta không thể không nhắc đến điệu nhảy biểu tượng của thế kỷ 20 của Michael Jackson cũng được xuất hiện trong phân cảnh về Titanic. Và đó cũng chính là những chi tiết thú vị mà chúng mình muốn nhắc đến thông qua MV này của Hit Me Up. Còn các bạn thì sao? Có còn điều gì thú vị về phim mà chúng mình còn chưa nhắc đến hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird, out.